Bộ Y tế thông tin về việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca. Bộ Y tế vừa có thêm thông tin chính thức về việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca. Vaccine AstraZeneca là một trong 14 loại vaccine COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp. Vaccine này hiện là một trong những vaccine được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 17 quốc gia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp và hơn 2 tỷ liều đã được tiêm chủng toàn cầu. Vaccine AstraZeneca đã được chứng minh qua thực tiễn sử dụng rộng rãi là rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng và giảm tử vong do COVID-19. Phân tích dữ liệu từ nhiều nghiên cứu và theo dõi sau tiêm chủng chỉ ra rằng vaccine này an toàn và hiệu quả cho mọi nhóm tuổi. Các thử nghiệm toàn cầu đã ghi nhận hiệu quả của vaccine chống lại SARS-CoV-2 có triệu chứng là 74% và không có trường hợp bệnh nặng hoặc nguy kịch nào được báo cáo trong số những người đã tiêm chủng. WHO khuyến cáo rằng sử dụng vaccine AstraZeneca là an toàn và hiệu quả cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên. Tác dụng phụ hiếm gặp như huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu. Số liệu từ Anh và châu Âu cho thấy nguy cơ xuất hiện ước tính là 1 trên 100.000 người lớn được tiêm và xảy ra trong khoảng từ 3 đến 21 ngày và một số ít trường hợp xảy ra sau 42 ngày. Một thống kê khác cho thấy tỷ lệ ghi nhận tại Anh là 4 trên 1 triệu người, tương đương 0,4 trên 100.000 người. Nghiên cứu thống kê cho thấy tỷ lệ huyết khối giảm tiểu cầu sau tiêm vaccine là thấp hơn nhiều so với tỷ lệ mắc phải hội chứng này khi nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, cục máu đông có thể xuất phát từ việc mắc COVID-19, thậm chí xảy ra đến tận 6 tháng sau khi mắc COVID-19, với tỷ lệ rất hiếm gặp của huyết khối kèm theo giảm tiểu cầu. WHO khẳng định lợi ích của việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca trong việc bảo vệ chống lại COVID-19 vượt xa với rủi ro. Tại Việt Nam, vaccine AstraZeneca đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng có điều kiện từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là loại vaccine COVID-19 đầu tiên được Việt Nam nhập khẩu và triển khai tiêm chủng. Quá trình tiêm chủng diễn ra theo quy trình nghiêm ngặt do Bộ Y tế xây dựng và liên tục cập nhật để đảm bảo an toàn, hiệu quả, bao gồm các hướng dẫn chi tiết về khám sàng lọc trước tiêm, tổ chức buổi tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm. Các tiêu chuẩn chỉ định đối tượng tiêm và các mũi tiêm cũng được cập nhật liên tục theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và rút kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển. Căn cứ trên các khuyến cáo của các tổ chức y tế trên thế giới về khả năng có biến chứng rối loạn đông máu sau tiêm vaccine COVID-19, ngày 22 tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, cục máu đông sau tiêm vaccine COVID-19. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2023, theo quyết định số 3896 của Bộ Y tế, COVID-19 đã chuyển từ nhóm A sang nhóm B theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2017. Sự thay đổi này phản ánh sự điều chỉnh của chính sách y tế công cộng phù hợp với diễn biến dịch bệnh hiện tại và các hoạt động phòng chống dịch bệnh sẽ tiếp tục được thực hiện theo các quy định mới. Nhờ chiến dịch tiêm chủng rộng rãi và đạt tỷ lệ cao, vaccine AstraZeneca cùng các loại vaccine COVID-19 khác đã giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả đại dịch, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do COVID-19, góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường. Vì huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu liên quan đến vaccine AstraZeneca là tác dụng phụ rất hiếm gặp và thường chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau tiêm kể từ tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vaccine này nên hiện tại không còn rủi ro phát triển huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu thấp sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Do vậy, đối với những người đã tiêm vaccine này không còn thực hiện xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào do không còn nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu ở những người đã tiêm vaccine AstraZeneca từ gần một năm trước. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và chính thức để có cái nhìn đầy đủ hơn về các biện pháp phòng chống dịch và hiểu rõ hơn về lợi ích của việc tiêm chủng.